Sorry anh, tại vì con anh Phan Thiết nhờ mình làm cái con CB1000 này thì quay lại cho anh coi, mà sáng giờ mình bận quá thì không có quay cho anh coi được. Thì bây giờ em tranh thủ, mới lên cảnh sát giao thông xong, mới xử lý xong, thì giờ tranh thủ làm cho anh thay lại cái bình này, cái bình pin cho anh nha, bình pin lùng á. Thì cái xe của anh mở ra thì thứ nhất là bốn cái buri này á, nó không phải là bốn buri của xe lớn. Anh em coi, em quay cho anh coi để anh biết được cái tình trạng của anh. Thì bốn cái buri này á, anh search cái mã nè, NGK C9EH, thì nó sẽ ra là vai, ví dụ như là của Taiga, Click, Viro, SH nè, đó Việt Nam. Thì cái buri này á, anh phải hiểu rằng á, cái chỉ số nhiệt nó chỉ là một phần thôi, nhưng vấn đề của nó là cái buri này dành cho cái xe nào, phân khúc CC bao nhiêu, anh phải hiểu như vậy. Chứ không phải cái chỉ số nhiệt là chính là cứ để vô nó xài giống nhau, không phải. Đó. Thì á, thứ nhất là cái buri này xăng nó chạy không được, nó bị dư xăng, nó đốt không hết. Đó là lý do là một phần buri. Thì em thay cho anh á, cái buri này là cái buri laser iridium. Buri này sẽ xài chung cho Su và Kawa. Thì á, buri của Honda thì nó sẽ có cái đầu khớp như vậy. Đó, em nói anh rồi. Nhưng mà hiện tại á, buri ở Việt Nam là không còn. Anh cứ hỏi những cái buri hãng NGK Việt Nam, nhà phân phối Việt Nam không còn. Thì em thay cho anh cái cấp buri này rất là cao hơn cả iridium, nó là laser iridium. Và chiều dài và kích thước giống nhau cho nên nó xài chung được. Ha. Cái em đang gắn là nó xài chung với nhau được. Đó, em báo anh luôn. Còn đúng của Honda nó sẽ có cái khớp như vậy. Cái khớp như vậy nè đó. Nhưng mà cái này không phải là vấn đề ha. Anh phải hiểu vấn đề này nha. Vấn đề là phải thay đúng buri của cái dòng xe mô tô hay là xe máy, nó khác nhau. Xe máy mà gắn buri xe mô tô vô thì chạy ở công suất cường độ cao. Đó, là thêm xăng đồ đó thì nó cần cái buri mô tô gắn xài tốt ha. Nhưng buri của xe máy nhỏ gắn lên xe mô tô là không xài được. Đó, anh phải hiểu vấn đề này. Những cái xe nhỏ mà lên bài xăng bô xăng lửa hay lên cháy lớn gì, người ta luôn đi cái buji của mô tô. Đó. Còn đây là cái cấp cơ bản của xe máy nhỏ thôi. À, dù cho nó là iridium nhưng mà mình đang nói đây là cái cấp cơ bản nha. Còn cái cấp buri iridium mà dành cho xe nhỏ cũng không có gắn được cho xe mô tô. À, đó, anh em phải hiểu cái vấn đề này nha. Có nghĩa là có thể là xài được nhưng mà nó ở cái mức độ không ổn định, nó không phải chức năng, nó không phải cho cái dòng xe này. Rồi, nó cơ bản như vậy thôi. Thì cái hiệu suất cao nó không có, nói vậy đi cho tiện. Cái thứ hai nữa, cái bô e của cái xe CB 1000 hoặc là những cái xe Hornet rất là khó gắn. Gắn keo chia chip vô đây. Đó. Cái thứ ba nữa, thì cái xe này mới được bảo dưỡng vệ sinh ở đâu đó thì mình không biết. Anh chủ ảnh nói làm lại cho anh, kiểm tra lại hết cho anh, xe anh chạy không được mà quay lại cho anh xem cái tình trạng nó như thế nào. Đó, thì thay ba cái dĩa bên mình đó, rồi quay lại cho anh xem. Thì mình nói luôn là một phần bét này cũng mới vệ sinh, nhưng mà với lại cái sim bét thì có cái gắn không đúng, nó nhỏ hơn, cho nên mình đã thay lại cái sim bét cho nó đúng. Anh em để ý cái sim bét nó cũng là hình vuông ha. Cái sim mà để gắn vô cái chân đó, nó là sim vuông chứ không phải sim tròn. Và khi mình gắn mình phải để ý cái sim, là một cái nhiệm vụ của cái sim là nó để khít. Khi mà nó nhỏ hơn nó không khít là nó bị xì. À, anh em hiểu cái điều đó, xì là bụi vô, là cái áp suất nó không đúng thì nó sẽ không có xăng phun vô, nó sẽ không ấy. À, cái này nó phải kín. Cái thứ ba là cắm điện vào cái mô bên sườn bị sai. Đúng em, cắm điện mô bên sườn sai đúng không? Sai dắt. À, cho nên nó giống như nó nổ hai máy à. Đó. À. Sai lửa. Có nghĩa là mát cắm qua lửa, lửa cắm qua mát. Đó, nó là như vậy. Tại vì cái mô binh sườn của CB á, nó vẫn là xài mô binh sườn rời, mô binh sườn cục. Mỗi một cục nó chia làm hai cái tẩu buri.
Còn mô binh sườn của những cái xe đời khác á, những cái xe khác nó sẽ dùng, có nghĩa là cái thằng này dàn lửa nó vẫn xài công nghệ cũ á. Còn công nghệ mới nó là cái chụp buri, nó là cái mô binh sườn luôn. Đúng. À, ra để vô đúng không? Mình ta cắm sai dắt đúng không? Rồi. Rồi vệ sinh lại thôi. Kiểm tra nước mát rồi luôn, ảnh nó xa. À, nước còn mới. Xả gió đâu lại cho ảnh kiểm tra mấy cái co nha. Nhớt quá nhiều. Nhớt châm ngập luôn. Nhớt thì 300V. Cái 300V. Thì để từ từ đụng tới nhớt. Nhớt châm nhiều quá nó nặng máy nó không đều. Bích hết giường nhớt luôn. Cái lỗ mắt độc nhớt đây nè, mình cái sàn này nó nghiêng, mình nâng bánh sau lên thì cái độ cao nó đang bằng bánh trước, là cái xe đang nằm trên một cái mặt phẳng, thì cái mắt độc nhớt nó đang là ở cái mức độ nhìn để mình canh xe là chuẩn ha, đang bên thẳng lên. Thì cái này châm nhớt quá nhiều, nhớt máy không được quá nhiều, không được quá ít. Nó có mức min và mắc, mình đã chỉ hướng dẫn anh em rất nhiều min và mắc. Thì mình chỉ đổ đẹp là dưới mắt một chút xíu nè, là mắt nhớt đẹp nhất ha. Đây, dưới mắt tí xíu. Và cái này ngập hết luôn. Nhiều nó nóng máy lắm anh em. Máy nó không có nhẹ đâu. Dĩa thắng hư hết rồi. À, cảm ơn anh em đã tin sử dụng cái phần dĩa bên mình. À, những cái xe thay dĩa bên mình. À, CBR, DM, CB1000, R6 của mình gắn vào. À, KTM anh em thấy dĩa bên mình thì mình nói rõ anh em luôn về cái chất lượng với mọi thứ rồi ha. À, cái nguyên vật liệu mình sử dụng là như thế nào. À, một cuộc chơi rất rõ ràng chứ không phải cứ thép là phải thép. À, độ cứng mềm nó phải cái nguyên vật liệu nó phải phù hợp cho cái mà cái mục đích mà sử dụng của nó. Nó là cái nền tảng, sau đó thì người ta sẽ xử lý nó rất là nhiều công đoạn để ra được một cái sản phẩm nó đạt tiêu chuẩn à. Đó thì mình sẽ làm một cái clip khác nó về cái vấn đề nguyên vật liệu cho anh em khi mà mình quay cái cộng sên Rossi à. Hiện tại Rossi cái cộng sên giới hạn Việt Nam có 460 cộng ấy, tất cả trên thế giới có 460 cộng, thì bên mình đã có 3 cộng rồi để mình quay cho anh em xem. Còn vấn đề xe này thì cũng không gì ghê gớm đâu. Em reset lại phục cảnh nha. Để anh coi rồi. Phục đang đi không đều nhau kìa. Bên cao bên thấp kìa. Vì bao dưới cũng không đều luôn. À, nhìn biết ngay luôn rồi. Đi lại hết. Như dầu thắng cũng mới thay sao á. Cái lộn dầu côn. Dầu thắng bên này cũng mới thay nè, dầu thắng mới thay. Coi kiểm tra lại hết nha. Để anh hỏi về cái phần vệ sinh heo thay dầu thắng thì tính sao? À, với nhớt tính sao? Còn nước mát thì còn mới thì em coi xả gió lại. Lọc gió bằng gì? Lọc gió zin à? Lọc gió zin. Còn dơ không? Dơ hay sạch? Cũ lắm rồi. Cái này chắc thay cho anh cái lọc gió, anh ở xa. Cái giấy anh em nhìn nó như vậy, nó quá dơ rồi. Mình có xịt bụi đi nữa nhưng mà anh em biết nó là giấy mà. Những cái bụi nó rút, cái áp suất nó rút của cái bùn đốt nó rút xuống rất là lớn. Cho nên những cái bụi mà nó dính vô cái bề mặt thì xịt nó cũng ra, nó sẽ bị nghẽn á, không khí vô nó ít thì nó sẽ không có hiệu quả về cái việc đốt được. Và anh em là chạy xe anh em đừng có bỏ xe này mát lại rồi bỏ cái cảm biến khí xả luôn. Còn mát không? Không. Tháo ra hả? Rút ra có gắn cảm biến khí xả không? Anh thấy bỏ luôn kìa.
cái xe mà nó ví dụ như anh em đi dyno đi, đi map gắn bài rắc hay gắn bc gì đi, thì anh em có thể bỏ cái cục cảm biến đó, cảm biến khí xả đó. Đó. Nhưng nếu anh em xài xe zin mà anh em bỏ cái cục cảm biến khí xả đó thì cái xe anh em không có được mút đâu, bảo đảm. Tại vì nó đâu có cái biên độ xử lý cái con cảm biến đó, nó bị mất tiêu rồi. Mà cái con tác dụng của con cảm biến đó nó phải đều đồng bộ ở IC. Có nghĩa là nó có một cái cảm biến khí nạp và cảm biến khí xả để nó tinh chỉnh theo cái nhiệt độ không khí, buổi sáng khác, buổi trưa khác, buổi tối khác đó, và cái lượng gió vào nó khác đó, cho nên nó phải tinh chỉnh giữa cái lượng gió vào đó, rồi cái lượng xăng đó, cho nó phù hợp. Thì nó có một cái những cái cảm biến đầu vào và đầu ra để nó tinh chỉnh, nó xử lý ở cái biên độ của cái con cảm biến cho phép đó. Thì dắt điện của con cảm biến nó càng nhiều, như bữa mình có nói đó, 2 dắt 3 dắt 4 dắt 5 dắt đó, thì cái biên độ và cái chiều sâu của nó càng lớn à, là những cái xe đời mới thì cái biên độ xử lý của nó rất là sâu à, và một cái biên độ nó sẽ phù hợp ở cái đường xả hơi luôn. Đường gió đầu vào, đường gió đầu ra nó phải đồng bộ. Khi anh em lên cái bô lớn quá mà anh em để cái đường bô lớn quá đó, rồi anh em không có thay đổi cái lọc gió, ví dụ như từ lọc zin thanh sang anh em mà đi cái đường bô đồ chơi, bỏ bầu hết đi bô lớn mà anh em đi lọc gió zin, cái xe nó cũng không có công suất. Khi anh em đi một cái lọc gió đồ chơi Canon hoặc DNA hay gì đó, rồi anh em đi một cái bộ bô cho nó phù hợp. Tại vì á, mình không có thay đổi, mình không có móc lỗ hút, lỗ xả, không có đi nhiều xăng, không đi nhiều gió hơn, chỉ dựa trên một cái thông thoáng thôi, thì nó phải có một cái đường xả phù hợp đó, và dựa trên cái cục cảm biến khí xả để nó điều tiết, điều chỉnh, chính xác là điều chỉnh, không phải điều tiết, điều chỉnh cái lượng phun xăng đó, cho nó phù hợp để cái xe nó mượt ha. Đó. Mà nhiều người bỏ hết, nó không đúng đâu, lại nó báo check. Một cái xe khai thác nó bị giới hạn ở Euro 4 hay Euro 3 gì đi. Rồi cái khí xả nè, rồi đầu vào mình thay một số cái trường hợp, một số thứ là cái xe chạy rất là dữ rồi. Nhiều người mình làm quá không có đúng. Bỏ những cái nó không đúng, không có cần bỏ những cái luôn. Quá quan trọng mà cũng bỏ đi được. Thì quay cho anh xem như đây thôi. Bây giờ em có việc tiếp rồi, tại vì em quá bận, em xin lỗi. Để xong hoàn thành đi rồi em quay cho anh một cái clip sau khi mà em làm xong nữa ha. Bây giờ em kẹt việc quá, em phải chạy đi công việc nữa rồi. Bye bye mọi người. Chào anh chủ xe nha. Mấy bữa nay anh gọi, anh rất là dễ chịu. Anh nói là anh không có hối em đâu, anh chỉ hỏi thôi, chừng nào làm thôi. Người khác rất là dễ thương, thật sự rất là dễ thương. Mình ở đây mình làm, ví dụ mình làm xong xe này mình mới mở xe khác ra mình làm. Mình làm xong cái xe này mình mới mở một xe khác nữa mình làm. Chứ mình không có làm từ lưa tùm lum. Tranh thủ giải quyết cái nào giải quyết và theo một cái sự tuần hoàn, nghĩa là vô trước phải làm trước đó. Còn những cái ca nào mà bắt buộc phải đi làm đồ chờ, giống như những xe là mình sân con á, bắt buộc phải chờ thì mình mới làm xe khác, mình cất cái xe đó vô lại đó, để chờ cái phần quan trọng trong đó mới chuẩn đoán được cái bệnh nó chính xác. Còn hiện tại nó đang thở không đều, nó đang nổ không đều nữa thì sao chuẩn đoán bệnh được, thì phải làm cho nó nổ đều nhất à, thì mình mới chuẩn đoán bệnh chính xác được và có hướng đi cho khách hàng được đó. Nó là cái vấn đề nhầm như vậy.